Bạn có biết khác nhau giữa thất bại và thành công là có hay không sự sáng tạo? Phải sáng tạo để thành công. Thấu hiểu điều đó nên tôi khác biệt. Được sinh ra từ rừng sâu núi cao, tôi được tuyển chọn từ những hạt cà phê tốt nhất từ năm 1857. Với siêu công nghệ sản xuất trong điều kiện âm 40 độ C, cùng bí quyết Phương Đông. Tôi là cà phê lên não để phục vụ sáng tạo. Muốn sáng tạo, hãy chọn Trung Nguyên. Khi cần sáng tạo, hãy chọn Trung Nguyên.